Tiếp theo câu số 75, câu về điểm phân. 75 câu về điểm phân. Thế thì muốn làm tốt được cái bài toán điểm phân thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta lưu ý là muốn làm tốt được điểm phân này thì chúng ta phải nắm vững những quy luật điểm phân để biết được các cái phương trình điểm phân nha. Sau đó thì mình tính xử lý cái phần dung dịch sau phần chúng ta sẽ làm được. Đấy, thì cái câu này nó sẽ khai thác phần điểm phân và dung dịch sau điểm phân. Thì chúng ta có điểm phân khi dung dịch siêu N3 hai lần. Và ra sơ thì thu được cái gì? Chúng ta phải nắm vững được hai ion điểm phân đây, một ion dương, một ion âm. Đồng thời ion dương điểm phân đây là CO2 cộng thành CO này, ion âm điểm phân sẽ là CL trừ thành CL2, và từ đó tác dụng còn lại hai phần cũng bị điểm phân là Na, NO3. Thì hai ion NO3, Na cộng và NO3 trừ cũng bị điểm phân. Sau khi điện phân như này thì chúng ta thấy là một trong hai chất này thì nó sẽ có thể dư và có thể điện phân tiếp. Thì chúng ta thấy rằng là dung dịch sau điện phân nó tác dụng được Fe thì sinh ra NO, thì chúng ta phải nắm vững được cái điện phân của thằng CuNO3 hai lần với nước hoặc là CL với nước, thì nó chỉ có trường hợp là CuNO3 hai lần điện phân với nước để sinh ra được H2O3 thôi, đúng không? CuNO3 hai lần tiếp tục điện phân với nước thì ra Cu cộng 1/2 oxy cộng với H2O3. Như vậy đến đây thì là điện phân có thể có quá trình điện phân tiếp hay không thì ta sẽ xét tiếp sau. Nhưng mà dung dịch sau điện phân là dung dịch sau điện phân nó sẽ có những này, dung dịch sau điện phân có những thằng gạch chân như H2O3 và H2O3 thế này. Để khi tác dụng với Fe thì nó bảo là khi cho Fe vào dung dịch sau điện phân thì thu được hỗn hợp rắn gồm hai kim loại, hỗn hợp rắn không tan. Đấy, thì ta có Fe khi đưa vào dung dịch sau điện phân thì chúng ta tác dụng với H2O3 rồi. Và cái phương trình này chúng ta thấy rằng là gì? Nó sẽ ra sắc mấy? Ở đây chúng ta thấy rằng là hỗn hợp chất rắn không tan thì nó liệu được có như thế nào? Hỗn hợp chất rắn không tan thì cái dung Fe ở đây thì nó có thể là chỉ tác dụng được H2O3 thôi, H2O3 cũng tác dụng được. Cho nên là muốn tạo ra hỗn hợp chất rắn không tan thì khả năng là nó còn có khả năng nữa là thằng CuNO3 là thằng dư. Thằng CuNO3 là thằng dư. Đấy, như vậy do dung dịch sau điện phân của chúng ta thì sẽ có những thằng dung dịch sau điện phân của chúng ta là sẽ có ba thằng gạch hai cái chân đấy nhé. Còn đây là hai cái này là hai điện phân này, điện phân hai phần điện phân này. Đấy, và chúng ta thấy rằng là nó sẽ hợp lý tác dụng với Fe nó dùng CuNO3 hai lần thì ra Fe NO3 hai lần thôi và Cu. Và chúng ta lưu ý là thấy còn Cu là một chất rắn rồi, chất rắn còn lại thì chỉ có thể là sắt. Và còn siêu hủ sắt thì chúng ta lưu ý là cái này nó sẽ chỉ thành sắt đấy thôi, còn sắt 2 chỉ thành sắt 2 cộng NO cộng nước, hệ số sẽ bằng nhớ hơn 38324 tính như vậy. Đấy thì chúng ta sẽ có là số mol của NO là đề bài cho rồi, số mol NO đề bài cho rồi là 0.05, thì chúng ta sẽ tính tiếp NO3 nó sẽ là 0.2 và thằng sắt đây là 0.75. Từ H2O3 này nó đến đây là 0.2. H2O3 chúng ta lấy đến trên số đó, đúng không? Từ đó thì chúng ta tính số mol các chất còn lại. Điểm này nó sẽ nhanh này. Sau đó thì chúng ta thấy rằng là còn thằng dưới thì chúng ta đặt ít mol thôi. Thì bên này chúng ta ít mol. Thì chúng ta sẽ có là 5.7 gam hỗn hợp rắn sắt phản ứng. 5.7 gam hỗn hợp rắn sắt phản ứng thì nó sẽ bằng m của Cu cộng với m gì? M sắt dư. M sắt dư, đúng chưa? Tức là m Cu và m sắt dư chưa phản ứng hết. Bởi vì nó bảo hỗn hợp có ít nhất hai chất. Thì Cu nó sẽ là 64 ít. Còn sắt thì sẽ là nhiêu? Sắt thì sẽ là cộng với 56 này. Nhân với cả cộng với 56 nhân với cái này là trừ. Chúng ta sẽ là 64 ít này cộng với sắt, sắt dư thì sẽ bằng sắt ban đầu là 9.5, trừ đi sắt phản ứng, đúng không? Trừ đi sắt phản ứng là 56 này, sắt ban đầu trừ sắt phản ứng 56 nhân với 0.013 cũng biết. Thì từ đây chúng ta sẽ tính được x, chúng ta sẽ suy ra x đây là chúng ta 0.05, suy ra x bằng 0.05,
Và sau đó thì chúng ta tính tưởng là bên trên chúng ta lưu ý nó còn một cái dữ kiện nữa chúng ta cần dùng đến, đó là gì? Là cái dung dịch ban đầu. Dung dịch ban đầu thì nó sẽ có là gì? Nó sẽ có NCl3 hai lần ban đầu chia cho NaCl ban đầu nó bằng gì? Bằng 1 chia cho 0.5. Tức là số mol của hai muối này ban đầu nó sẽ tỉ lệ thuận với nồng độ ta cho. Đấy, còn cái hai cái nồng độ nó chưa dùng đến thì phải khai thác. Đấy, tỉ lệ thuận với nồng độ. Và do nó đặt đề là A thì đây sẽ là 2A này. Thì số mol CuNO3 hai lần ban đầu nó sẽ bằng gì? Bằng A này cộng với cái chỗ này là 0.1. A cộng với ở đây là 0.1 này. Và cộng với cả cái CuNO3 hai lần này cuối cùng này nữa là 0.3 này. Ba chỗ này cùng lại với nhau đúng không? Đấy. Lượng CuNO3 phản ứng và lượng CuNO3 sau đến phân. Thế còn NaCl thì bằng 2A nữa. Thì từ đây chúng ta sẽ giải ra được là A cũng bằng 0.05. A cũng bằng 0.05. Được chưa? 0.05 mol. Và từ đây cuối cùng chúng ta sẽ giải ra nữa. Người ta sẽ hỏi là giá trị của cái khối lượng dung dịch giảm. Dung dịch sau được phân giảm thì sẽ bằng gì? M dung dịch sau được phân giảm thì nó sẽ bằng thế nào? Thì nó sẽ bằng những cái thằng mà chúng ta thấy nó quanh tròn đây, quanh tròn đến cả bốn thằng này. Đấy là những thằng nó tách ra khỏi dung dịch. Sau điện phân là Cu2 và oxy. Đấy, chúng ta sẽ có là A nhân với 64 + 71 cộng với thằng bên dưới là CuNO3 lần Cu nó sẽ là 0.1 nhân 64 + 16. Chúng ta sẽ ra kết quả cuối cùng thì nó sẽ ra là 14.75. 14.75. Đúng không? 14.75. 14.75. Đấy, và như vậy cái bài định phân này chúng ta cứ nắm vững được cái quy trình định phân, chúng ta biết là bài bình tĩnh khai thác cái dữ kiện để xử lý được bài định phân.